Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 20 tháng 10 bày tỏ hoài nghi trước tuyên bố của Mỹ về việc sẵn sàng đàm phán hạt nhân với Nga, Trung Quốc và Triều Tiên mà không cần điều kiện tiên quyết. Theo Ngoại trưởng Sergei Lavrov, lời kêu gọi thảo luận về sự ổn định chiến lược và kiểm soát vũ khí hạt nhân mà không có điều kiện tiên quyết là một sự lừa dối. Điều này có nghĩa là Mỹ có thể coi Nga là kẻ thù và chính thức tuyên bố mục tiêu gây ra thất bại chiến lược cho Nga. Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nhấn mạnh, bất kỳ cuộc đàm phán nào về kiểm soát vũ khí cũng phải được tiến hành trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và từ chối tiến trình xung đột. Cuộc xung đột bùng phát vào năm 2022 tại Ukraine đã gây ra cuộc đối đầu lớn giữa Nga và phương Tây kể từ năm 1962 khi Mỹ và Liên Xô tiến gần đến bờ vực xung đột hạt nhân. Chính phủ mới đây cảnh báo, cuộc xung đột kéo dài suốt 2 năm rưỡi đang bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất khi Mỹ cân nhắc cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa của phương Tây. Cũng trong phát biểu ngày 20 tháng 10, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết, Nga đang theo dõi sát chiến dịch tranh cử tại Mỹ và sẵn sàng làm việc với bất kỳ chính quyền nào mà người dân Mỹ lựa chọn, nhưng chỉ khi cuộc đối thoại đó diễn ra trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng. Các nguồn tin của Nga ngày 19 tháng 10 cho hay, tiêm kích Su-57 đã phá hủy một hệ thống tên lửa phòng không MIM-23 Hawk do Mỹ sản xuất và cung cấp cho Ukraine. Cuộc không kích được tiến hành vào sáng sớm ngày 19 tháng 10 ở phía nam Ukraine. Kênh Telegram Fighter Bomber được cho là có mối quan hệ với không quân Nga xác nhận. Su-57 đã tham gia tấn công nhưng không nêu địa điểm cụ thể. Trong khi đó, trang tin Aviapro nói rằng Su-57 đã nhắm vào các hệ thống MIM-23 Hawk gần Odessa. Các thông tin ban đầu cho thấy, quân đội Ukraine triển khai các tổ hợp phòng không Hawk đã lỗi thời để bảo vệ tàu hàng ở cảng Odessa. Bất chấp những nỗ lực nhằm tăng cường hệ thống phòng không trong khu vực, các vị trí của Ukraine vẫn bị phát hiện và bị máy bay chiến đấu của Nga tấn công từ ngoài biển. Cuộc không kích được cho là đã phá hủy ít nhất 2 bệ phóng MAM-23 và một trạm chỉ huy gây ra hỏa hoạn. MIM-23 Hawk là hệ thống tên lửa đất đối không được Mỹ đưa vào sử dụng từ những năm 1960. Hệ thống này được thiết kế để tiêu diệt máy bay địch ở độ cao tầm trung. Hawk đã trải qua nhiều lần nâng cấp để duy trì hiệu quả trong bối cảnh phòng không luôn thay đổi. Hawk là hệ thống bán di động, cho phép triển khai và di rời nhanh chóng, nhưng chúng dựa vào một trung tâm điều khiển phức tạp. Mặc dù đã được nâng cấp, MIM-23 Hawk ngày càng lỗi thời, đặc biệt là so với các máy bay chiến đấu hiện đại như Su-57 của Nga. Su-57 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 có nhiều ưu điểm khiến các hệ thống đã cũ như Hawk khó có thể đối phó hiệu quả. Một trong những vượt trội của Su-57 là công nghệ tàng hình, giúp giảm đáng kể tín hiệu radar của nó. Các radar của MIM-23 Hawk vốn được thiết kế cho các thế hệ máy bay cũ có tiết diện radar lớn hơn. Chúng gặp khó khăn trong việc phát hiện và theo dõi Su-57 ở khoảng cách an toàn. Hơn nữa, Su-57 được trang bị tên lửa không đối đất tiên tiến như KH-59, có thể phóng từ khoảng cách xa hơn nhiều so với phạm vi đánh chặn của Hawk. KH-59 có tầm bắn lên tới 290 km và bay ở độ cao thấp và tấn công mục tiêu với độ chính xác cao, khiến MIM-23 Hawk trở thành mục tiêu dễ dàng vì nó không được thiết kế để đánh chặn các tên lửa bay thấp và có tốc độ cao như vậy. Su-57 còn sở hữu hệ thống tác chiến điện tử EVK hiện đại có khả năng gây nhiễu radar, khiến Hawk khó phát hiện và phản ứng kịp thời. Trong bài trả lời phỏng vấn truyền thông Nga ngày 20 tháng 10, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết, lệnh cấm sử dụng tiếng Nga tại Ukraine và ý tưởng đưa Kiev gia nhập NATO là điều không thể chấp nhận được và phải bị hủy bỏ. Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho hay, vấn đề là quyền người dân nói tiếng Nga ở Ukraine đã bị đàn áp, luật cấm giáo dục bằng tiếng Nga và các phương tiện truyền thông có trụ sở tại Nga, hoạt động tại Ukraine và phương tiện truyền thông Ukraine phát sóng bằng tiếng Nga đã được thông qua, văn hóa Nga đã bị cấm. Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh rằng, với thực tế này cùng với ý tưởng mà Kiev và phương Tây tuyên bố là sẽ đưa Ukraine trở thành thành viên NATO là điều không thể chấp nhận được. Trước đó, hãng tin TASS hôm 19 tháng 10 đưa tin, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot nói rằng Paris đang thảo luận với các đồng minh NATO về khả năng mời Ukraine gia nhập khối ngay lập tức, ông Barrot cho biết trong chuyến thăm Kiev. Về lời mời Ukraine gia nhập NATO, chúng tôi không loại trừ khả năng này và đang thảo luận về vấn đề này với các đối tác của chúng tôi. Một ngày trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với báo Le Journal du Dimanche, quan chức phụ trách các vấn đề châu Âu tại Bộ Ngoại giao Pháp, Benjamin Haddad cho hay, Paris tin rằng việc gửi lời mời chính thức tới Ukraine gia nhập NATO nên là ưu tiên hàng đầu. Lời mời Kiev gia nhập NATO là quan điểm đầu tiên trong kế hoạch chiến thắng 5 điểm mà Tổng thống Ukraine Zelensky công bố trong tuần qua. Ông đã trình bày kế hoạch này trước Quốc hội Ukraine, cũng như thuyết phục các nước phương Tây thực hiện những bước đi mà ông vạch ra. Ukraine từ lâu đã có mong muốn vào NATO,
họ đưa mục tiêu này vào hiến pháp. Tuy nhiên, Mỹ và các nước đồng minh NATO đến nay đều có chung quan điểm rằng Ukraine sẽ được kết nạp vào liên minh, nhưng không phải trong tương lai gần, khi chiến sự vẫn còn diễn ra ở Ukraine, phải thực hiện thêm một số điều kiện khác, ví dụ như chống tham nhũng. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Nga đã tuyên bố, việc Ukraine gia nhập NATO trong điều kiện hiện tại sẽ chấm dứt khả năng giải quyết xung đột thông qua chính trị và ngoại giao. Bộ này cũng tin rằng điều này sẽ khiến sự tham gia trực tiếp của NATO vào các hoạt động thù địch chống lại Nga là điều không thể tránh khỏi và sẽ dẫn đến sự gia tăng không kiểm soát được. Trách nhiệm về việc này hoàn toàn thuộc về những quốc gia phương Tây tài trợ cho Kiev. Trong một diễn biến liên quan đến việc Ukraine gia nhập NATO, phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Berlin phản đối việc mời Kiev tham gia Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Ông Zelensky nói, chúng tôi đã nói rất nhiều về tương lai của Ukraine trong NATO. Lập trường của Đức rất quan trọng đối với tôi. Tôi tin rằng, ngày nay người Đức vẫn còn hoài nghi. Nhà lãnh đạo nói thêm rằng, Đức vẫn chưa đồng ý cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Trước đó, tờ báo Bild của Đức viết rằng, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã bác bỏ những điểm chính trong kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Zelensky do lo ngại xung đột với Liên bang Nga sẽ gia tăng hơn nữa. Phát biểu với các phóng viên sau hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels hôm 17 tháng 10, ông Olaf Scholz cho biết, lập trường của Đức về các vấn đề được đề cập trong kế hoạch của ông Zelensky vẫn như cũ. Ông nói thêm rằng, nhiệm vụ của ông là ngăn chặn xung đột Ukraine gia tăng thành một cuộc chiến toàn diện giữa NATO và Nga. Liên quan đến những yêu cầu liên tục của Ukraine về tên lửa tầm xa Taurus do Đức sản xuất, ông Olaf Scholz nhắc lại rằng, ông không cho rằng đây là nguồn cung cấp phù hợp và điều này vẫn đúng. Thủ tướng Đức cũng kìm hãm yêu cầu của ông Zelensky về việc nhanh chóng gia nhập NATO. Ông nhắc lại, tại hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington vào tháng 7, những người ủng hộ việc nhanh chóng gia nhập đã không thể thuyết phục được những người hoài nghi, bao gồm cả Mỹ và Đức. Thưa quý vị, một quan chức cấp cao của Ukraine mới đây đã nói với tờ Bild rằng Kiev có vật liệu và kiến thức để chế tạo vũ khí hạt nhân. Ukraine sẽ chỉ mất vài tuần để chế tạo bom A nếu các thỏa thuận liên quan có thể đạt được nhanh chóng. Kênh RIA Novosti đưa tin, Nga sẽ không để Ukraine có được vũ khí hạt nhân trong bất kỳ trường hợp nào. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tại cuộc họp với đại diện truyền thông của các nước BRICS. Tổng thống Nga tin rằng những tuyên bố gần đây của Kiev về khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân là một hành động khiêu khích khác. Ông nhấn mạnh, bất kỳ bước đi nào hướng tới việc chế tạo vũ khí hạt nhân ở Ukraine sẽ nhận được phản ứng thích đáng. Ông Putin lưu ý, Moscow có thể theo dõi mọi hành động mà Kiev có thể thực hiện để sở hữu vũ khí hạt nhân, vì động thái như vậy là không thể che giấu được. Cách đây không lâu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Ukraine nên sở hữu vũ khí hạt nhân hoặc trở thành thành viên của NATO. Vấn đề vũ khí hạt nhân đã được nêu ra nhiều lần ở Ukraine sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Tướng Ukraine đã nghỉ hưu Sergei Krivonos gợi ý rằng Mỹ hoặc Anh có thể triển khai vũ khí hạt nhân và các tàu sân bay của họ ở Ukraine. Theo cựu cố vấn Lầu Năm Góc Douglas MacGregor, cách duy nhất để thay đổi tình hình ở Ukraine là đưa vũ khí hạt nhân vào. Điều đáng chú ý là các phiên bản máy bay chiến đấu F-16 mà Kiev nhận được từ các nước phương Tây có thể có khả năng thả bom hạt nhân B-61 và B-83. Bom B-61 có thể mang đầu đạn có sức công phá lên tới 50 kiloton. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hồi tháng 5 cho biết Moscow sẽ coi việc chuyển giao máy bay F-16 cho Kiev là tín hiệu có chủ đích của NATO trong lĩnh vực hạt nhân. Máy bay F-16 đóng vai trò là máy bay vận chuyển hạt nhân trong khuôn khổ các nhiệm vụ hạt nhân chung của NATO. Người ta tin rằng Ukraine có một cơ sở khoa học có thể được sử dụng để chế tạo bom bẩn. Vụ nổ của một quả bom như vậy xảy ra do sức nổ của thuốc nổ chứ không phải thông qua phản ứng hạt nhân. Tuy nhiên, các nguyên tố phóng xạ có trong đạn dược sẽ gây ô nhiễm một vùng lãnh thổ nhất định bằng bức xạ. Trung tướng Igor Kirillov, chỉ huy lực lượng phòng vệ bức xạ, hóa học và sinh học của Nga, trước đó đã nói rằng một quả bom như vậy có thể được chế tạo tại cơ sở khoa học của Viện Vật lý và Công nghệ Kharkov. Viện này từng là một phần của chương trình hạt nhân Liên Xô. Viện này sở hữu bẫy plasma tử tính kín Uragan-3M. Nhiên liệu hạt nhân nhập khẩu vào Ukraine có thể được sử dụng để chế tạo bom bẩn, ông Kirillov cho biết. Các chuyên gia tin rằng Ukraine thực sự có thể chế tạo một quả bom bẩn trong thời gian ngắn, nhưng Kiev không có đủ nguồn lực để phát triển vũ khí hạt nhân hoàn chỉnh. Ukraine vẫn có thể có công nghệ để phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng cần phải khôi phục toàn bộ quy trình công nghệ để tạo ra vũ khí. Cùng lúc đó, cố vấn của Tổng thống Ukraine Dmitry Litvin cho biết
bài báo của Bill về khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân của Kiev là vô nghĩa. Đổi lại, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết tại cuộc họp báo chung với Tổng thư ký NATO Mark Rutte rằng chính quyền nước này không thảo luận về kế hoạch chế tạo vũ khí hạt nhân. Ông cũng nhấn mạnh Ukraine không phát triển vũ khí hạt nhân. Sau khi Liên Xô sụp đổ, Ukraine thừa hưởng kho vũ khí hạt nhân lớn, có 130 tên lửa đạn đạo liên lục địa với 6 đầu đạn mỗi tên lửa, 46 tên lửa RT-23 Molodets và 38 máy bay ném bom hạng nặng trên lãnh thổ. Đến năm 1996, tất cả các đầu đạn, bao gồm cả vũ khí chiến thuật, đã di rời khỏi Ukraine theo bản ghi nhớ Budapest. Kết quả là khoảng 2.000 vũ khí hạt nhân đã được di rời để tiếp tục tiêu hủy. Các bệ phóng silo của tên lửa chiến lược đã được tháo dỡ. Theo báo Pháp Le Monde, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden được coi là không có phản đối đáng kể nào trong việc mời Kiev gia nhập NATO. Và nếu bà Kamala Harris giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11, Mỹ có thể bắt đầu thực hiện các bước theo hướng đó. Tổng thống Biden đã có chuyến thăm ngắn ngày với Berlin hôm 18 tháng 10 để thảo luận với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer về các vấn đề hiện tại liên quan đến Ukraine và Trung Đông. Đối với Ukraine, bốn nhà lãnh đạo đã tìm cách phối hợp các phản ứng của họ đối với kế hoạch chiến thắng mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trình bày với họ trong những tuần gần đây. Đứng đầu danh sách các chủ đề nhạy cảm là lời mời Kiev gia nhập NATO. Tổng thống Ukraine tin rằng lời mời như vậy lý tưởng nhất có thể đến trước tháng 12 và kết thúc nhiệm kỳ của ông Joe Biden. Nhưng việc Ukraine hội nhập vào NATO tốt nhất sẽ trở thành hiện thực sau khi chiến tranh kết thúc. Tờ Le Monde lưu ý rằng cho đến nay, Mỹ và Đức đang ngăn chặn mọi triển vọng mở rộng NATO để bao gồm Ukraine, trong khi Pháp và Anh lại có thiện cảm hơn với ý tưởng này. Tuy nhiên, theo một số báo cáo, người Mỹ còn không có bất kỳ phản đối cơ bản nào đối với việc mời Ukraine gia nhập liên minh. Người ta cho rằng nếu bà Kamala Harris thắng, ông Joe Biden có thể có hành động cụ thể về vấn đề này. Một nguồn tin ngoại giao châu Âu cho biết, nếu bà Kamala Harris đắc cử, rất có thể ông Biden sẽ đi theo hướng này trong giai đoạn chuyển tiếp trước lễ nhậm chức của Tổng thống mới. Nếu là ông Trump, lập luận này không còn áp dụng được nữa, và dù là sáng kiến nhỏ nhất của ông Biden, có nguy cơ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Các nguồn lạc quan nhất tin rằng, sự thay đổi trong lập trường của Mỹ cũng có thể dẫn đến sự thay đổi trong đường lối không khoan nhượng của nước Đức. Tuy nhiên, bốn nhà lãnh đạo họp tại Berlin không thể giải quyết vấn đề này một cách độc lập. Quyết định này cần có sự đồng thuận của tất cả 32 thành viên NATO. Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary và Slovakia có thể sẽ phản đối bất kỳ động thái nhanh chóng nào hướng tới mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa Kiev và Liên minh. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã nhấn mạnh rằng ông kinh hoàng trước kế hoạch chiến thắng của Volodymyr Zelensky, điểm đầu tiên trong đó kêu gọi mời ngay Ukraine gia nhập NATO. Trước đó, bình luận về kế hoạch chiến thắng của Volodymyr Zelensky, Nhà Trắng tuyên bố rằng NATO không có sự đồng thuận về việc Ukraine gia nhập liên minh. Tuy nhiên, phát biểu với báo chí hôm 19 tháng 10 trong chuyến thăm Kiev 2 ngày, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cho biết, về lời mời Ukraine gia nhập NATO, chúng tôi để ngỏ khả năng này và đang tổ chức các cuộc thảo luận về vấn đề này với các đối tác của chúng tôi. Ngoại trưởng Pháp cam kết ủng hộ kế hoạch chiến thắng của Ukraine nhằm chấm dứt chiến tranh với Nga. Ông khẳng định sẽ làm việc với các quan chức Ukraine để đảm bảo sự ủng hộ của các quốc gia khác cho đề xuất này. Kế hoạch chiến thắng được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trình bày trong tuần này với hy vọng sẽ buộc Nga chấm dứt cuộc xâm lược Ukraine thông qua đàm phán. Đề xuất này đang được các đối tác phương Tây của Ukraine xem xét. Sự giúp đỡ của họ rất quan trọng để Kiev chống lại Nga. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!